Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc tới Photoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để ta tạo ra một cái lên một cái màu, và cái màu này nó sẽ là cái màu tương đối rất là buồn và nó nhẹ nhàng phù hợp với nữ nhiều hơn. Mình tạm gọi nó là màu deep pink, màu hồng sâu. Ok, rồi như các bạn có thể thấy ở đây cái hình after mình đã làm thì đại khái là mình sẽ gom hết nó lại và mình sẽ để vào một cái folder. Thì đây các bạn thấy là đây là trước ha, và đây là sau, đây là trước và đây là sau, đây là trước và đây là sau. Đầu tiên ta sẽ coi thử với cái hình này chụp bằng cái gì để các bạn không cần phải quá phân vân về vấn đề là đây. Canon 700D cộng với lại 50 1.8, một cái gear rất là bình thường, giá chưa tới 10 triệu, cho nên là các bạn yên tâm với vấn đề cái màu này. Okay, chúng ta có thể dễ dàng blend được cho bất kỳ một cái chất lượng hình nào, ok, kể cả là thấp hoặc là semi pro như kiểu các 700D cũng được. Rồi ok, đầu tiên là mình sẽ tắt này đi và mình sẽ có một số cái stock ở đây của bạn ấy, bạn share thì mình có để link download cái stock này ở dưới phần description, phần mô tả, và cũng như là cái ở dưới link comment. Ok, nhớ sơ một cái là mình đang có khóa học Photoshop cơ bản basic thôi. Thì nếu như các bạn có quan tâm, các bạn chưa biết gì Photoshop, các bạn muốn học làm sao cho nó ok nhất có thể và có thời gian ngắn nhất có thể, các bạn có thể click vào cái link để ra tham khảo dưới. Giá hiện tại là 399.000 tới là 400.000. Thì sắp tới mình sẽ có cái khóa về ảnh cưới, thì khi mà có cái khóa đó lên á thì cái khóa basic này nó cũng sẽ tăng tiền lên, quay trở lại thành 500.000 như cái hồi xưa mình mới bắt đầu làm. Ok ha. Như mình nói đó, nó sẽ tăng giá tiền lên, cho nên nếu được các bạn có thể mua sớm hoặc là như thế nào đó để nó ok hơn, có giá tốt nhất có thể cho các bạn. Rồi ok, quay lại. Các bạn có thể tải cái stock này xuống và sẽ làm theo cái hướng dẫn của mình ha. Và đây mình sẽ mở cái hình lên. Như mình sẽ mở cái hình như lúc bắt đầu mình mới show với các bạn xem cái sau khi chúng ta xử lý. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái hình trước khi xử lý. Đây là cái hình khá là ok của 700D ha. Thì đơn giản là chúng ta nên chụp làm sao cho nó cân bằng tốt nhất có thể, đừng sáng quá, đừng tối quá, thì nó sẽ ra được cái hình chất lượng ok như thế này. Nhưng các bạn có thể thấy là cái hình tại chúng ta là deep pink, có nghĩa là cái màu hồng của chúng ta nó sẽ áp lên cái phần highlight rất là nhiều, phần sáng nhiều, cho nên là để cho cái hình ta cái hiệu ứng này nó dễ thấy ấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái chụp những cái concept mà mặc đồ làm sao để cho nó sáng lên một chút xíu, màu trắng như là tuyệt vời nhất để chúng ta có nhiều cái phần highlight ấy. Phần highlight đó, nó sẽ thể hiện cái phần màu hồng của chúng ta. Rồi cái hình này thì mình cảm thấy ok, là mình chẳng cần chỉnh sửa gì trong Camera Raw cả. Mình sẽ một phát vào luôn ha. Đầu tiên là như bình thường, tất cả mọi lúc mà mình làm cái hình blend màu, chúng ta sẽ bắt đầu với gradient map. Phần gradient map này thì nó sẽ có hai phần, phần tối và phần sáng. Tức là phần tối là cái phần màu nó sẽ áp vô phần shadow, là phần tối, và phần bên tay phải chúng ta cái phần màu trắng này đó, nó đang ở vị trí là highlight. Tức là những cái tất cả những cái phần mà màu chúng ta set ở đây nó sẽ áp vào cái phần highlight. Thì như các bạn thể thấy đó, deep pink mà, thì phần này chắc chắn là màu hồng rồi. Còn phần này thì sao? Đây mình sẽ để màu trắng luôn. Rồi đây mình sẽ chuyển qua chọn cái này là màu hồng, và màu hồng nó sẽ nằm ở phía trên này một chút xíu. Các bạn có thể chọn bất kỳ cái màu nào cũng được. Mình cảm thấy để như vậy ok. Đó, và chúng ta click ok. Rồi, nhìn nó hơi dị một chút xíu thôi, nhưng mà sau khi chúng ta chuyển qua là softlight, các bạn thấy, các bạn có thể thấy là chúng ta có cái hiệu ứng kiểu như thế này, khá là ổn đúng không? Thì để mình phân tích một chút xíu về vấn đề là chúng ta chọn màu, thì có thể thấy là chúng ta đang sử dụng softlight, cho nên là tất cả cái màu của chúng ta nếu như nó trên 50% cái độ sáng thì những cái phần mà ánh sáng nó chiếu vô, những cái phần mà gradient map nó áp vô nó sẽ tăng sáng cái vùng đó lên, cho nên là đây tất cả cái màu của mình đang chọn là nằm ở phía trên 50% hết, từ nửa này trở lên, đặc biệt là màu trắng trên này nữa. Phần này nữa thì mình cũng chọn ở phần nửa trên trở lên. Đó, mình click ok thì có thể thấy là toàn bộ hình của chúng ta, ngoài cái vấn đề mà cái màu nó thay đổi thì ánh sáng cũng thay đổi theo luôn. Thì đây gần như chúng ta đang vừa chỉnh ánh sáng vừa chỉnh màu trong cùng một layer. Hay không? Rồi ok ha, thì chúng ta đã có cái này rồi thì chúng ta sẽ giảm opacity đi chút xíu, như mình đang để là khoảng cỡ 70-80 gì đấy. Mình có thể giảm bớt nhẹ nhẹ thôi để cho nó tinh tế chút xíu, đừng để quá. Rồi ok. Sau khi chúng ta có cái này rồi thì vấn đề về contrast thì trước khi về contrast thì nó là về màu trước đã, tại vì màu ở đây mình đang sử dụng là deep pink màu hồng á, thì cái mình muốn màu hồng là màu nổi bật nhất, cho nên là ở đây các bạn có thể thấy là đang có những cái phần màu khác nó áp lại, ví dụ như là màu xanh dương ở đây, màu xanh lá cây ở đây khá là nhiều. Thì đây mình sẽ giảm những cái màu này đi bằng cách sử dụng là hue saturation, chọn qua kênh là green, và đây mình sẽ mở rộng cái vùng
vùng vùng ảnh hưởng cái màu lên thì có thể thấy là chúng ta sẽ chỉnh qua những cái phần khác, đừng kéo ra ngoài để cho các bạn dễ thấy ha. Mình sẽ giảm saturation một chút xíu và tăng lightness để nó sáng hơn. Thì đây có thể thấy là ta sẽ có cái kết quả kiểu như này đó. Cái màu xanh lá cây của ta nó sẽ trầm xuống và nó làm cho cái màu hồng của ta nó nổi bật hơn so với trước khi chúng ta làm. Rồi sau đó thì mình sẽ chỉnh contrast lại chút xíu, tại vì ở đây mình đang cảm thấy cái contrast nó khá là đồng đều nhau và với cá nhân mình cảm thấy không ổn lắm, cho nên là mình sẽ tăng contrast lên để cho tất cả mọi thứ nó ok lại và deep pink mà đúng không? Deep deep sâu deep các bạn thấy, sâu deep nó tối tối chút xíu, nó trầm chút xíu thì mình giảm sáng đi chút xíu thôi. Đó thì chúng ta có cái này. Ha ha. Và đây, đây là trước và đây là sau. Ok, tiếp theo nữa thì có thể là mình sẽ chạy da chút xíu, chỉnh da thì dễ thôi. Thì thông thường các bạn hỏi mình làm bằng gì, mình đơn giản mình làm bằng portrayer. Đây mình sẽ để là medium hoặc normal hoặc là bất kỳ cái gì đấy, có thể mình để medium đi để cho nó nhẹ nhàng và mình click ok. Thì đây chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này. Đó, nhẹ nhàng. Đơn giản mình sẽ cần như vậy. Đó, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đó, nhẹ hơn nhiều đúng không? Và vẫn ổn, tại vì đây chụp rất là cận mặt, thành ra là những cái phần mà gọi là 3D ở trên cái mặt nó vẫn luôn luôn có, thành ra chúng ta không sợ cái vấn đề là nó bị mất khối trên khuôn mặt ha. Nhưng mà tất nhiên là khi nào các bạn chụp những cái hình mà nó ở xa thì nó sẽ là một vấn đề khác, cho nên là nếu như chụp xa mặt nhỏ không nhìn thấy khối mặt á thì đừng chạy cái portrayer mạnh quá ha. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ tạo một cái grain. Trước khi grain thì đây mình muốn cho hình của nó nhẹ lại chút xíu, ở đặc biệt là phần tối. Như hồi nãy là mình mới chỉnh brightness contrast, mình công nhận, nhưng mà vấn đề là đây khi mà mình chỉnh xong á, mình cảm thấy về contrast tổng thể thì ok, nhưng mà phần tối đây nó lại đang là nặng quá, thành ra là mình sẽ tăng phần tối lên một chút xíu bằng cách là sử dụng cái curve và mình giảm đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng khá là kinh điển mà nếu như các bạn coi nhiều cái tutorial của mình, các bạn sẽ thấy là mình xài tương đối nhiều, tại vì mình rất thích cái kiểu nó nhẹ nhẹ. Đó là fade, có nghĩa là mình click một cái ở giữa của cái curve ha, và mình kéo sáng phần tối lên. Đó, kéo sáng phần tối. Đó, tăng giảm thì các bạn sẽ thấy. Thì đây mình sẽ lên nhẹ nhẹ thôi, vừa đủ thôi, tí xíu là được rồi. Đó, thì ta có cái kết quả kiểu như này, rất là nhẹ ha. Rồi tiếp theo nữa là dọn bớt cái rác đây, thì có thể thấy là phần màu xanh dương ở đây nó chả đóng góp được cái vẹo gì cả. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái path tool và mình sẽ kéo một phát cả quả xong. Đó, khá là đơn giản, nhẹ nhàng đúng không? Tại vì nó blur, mà blur thì nó có blur thêm cũng bình thường. Rồi, tiếp theo nữa này tùy ý thức thôi. Thì mình thích là mình sẽ tạo thêm một cái lớp grain nữa. Mình bấm Shift F5, Shift F5 để ra cái fill, hoặc là các bạn vào Edit rồi chọn fill. Đây, Shift F5, Shift F5, click một cái, các bạn chọn cái cần 50% gray, 50% gray màu xám. Click OK, sau đó chúng ta sẽ, ôi fuck, mình sẽ phải tạo layer mới đã. Tạo layer mới, sau đó vào Shift F5 vào 50% gray. Ok ha, và bây giờ vào filter noise, add noise, chọn monochromatic để cho nó ra trắng đen ha, để cho ra trắng đen và click OK. Sau đó mình sẽ chuyển qua là overlay. Sau đó mình sẽ giảm cái 27 cái opacity xuống sao cho nó vừa đủ thôi. Tại sao hồi nãy mình chọn màu xám là tại vì mình xác định là mình sẽ chuyển qua là overlay thì những cái phần màu xám nó sẽ biến mất đi và nó chỉ còn giữ lại cái hạt noise thôi. Và hạt noise khi nó màu đen mà, cho nên nó sử dụng overlay thì nó sẽ làm trầm những cái điểm ảnh nó xuống, thì chúng ta có cái hiệu ứng kiểu như noise như thế này. Và sau khi chúng ta làm xong, các bạn sẽ có kết quả kiểu như thế này, rất đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ gom tất cả này lại và trong một cái group, và group này mình sẽ là tên là blend màu chẳng hạn thế. Thì đây các bạn thấy bật tắt đi, khá là đơn giản. Như đây các bạn muốn chỉnh cái hình khác chẳng hạn thế, cái hình này chẳng hạn, mình sẽ bỏ vào đây và chẳng cần chỉnh cái vẹo gì cả. Mình chỉ đơn giản là mở cái hình đó ra, kéo cái hình này qua, kéo cái group blend này qua bên này. Đó, mình sẽ kiểm tra vào đây tại vì mình đang có cái cái noise. Đó, thì các bạn sẽ thấy có cái kết quả kiểu như này, khá là đơn giản. Có thể mở thêm cái hình khác nữa coi, hình này chẳng hạn thế, mình cũng để nguyên thôi. Mình sẽ chuyển qua và mình đơn giản là mình kéo cái blend này, mình kéo qua là xong. Thì các bạn có thể thấy là cái cách làm màu này nó rất đơn giản, nhẹ nhàng và nó rất phù hợp cho hình ảnh chụp nữ với cái dạng high key. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tutorial này. Đừng quên là mình đang có khóa học bổ sung cơ bản, các bạn có thể click xuống cái link ở phía dưới phần comment để các bạn có thể tham khảo. Và đừng quên like, subscribe, share và cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm vấn đề gì nha. Bye bye, chúc mọi người.
Thank you.